Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Mình là Admin Kha đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop đến từ ThinkPad các bạn nhé. Chiếc laptop ThinkPad này nó sẽ có tên đó chính là T490. Cái tên rất là ngắn gọn các bạn à. Không phải là Latitude, không phải là EliteBook. Nói chung là nó rườm rà lắm. Chỉ có T490 thôi. Và đối với lại cái dòng T490 này thì nó là một cái dòng rất là mới. Chắc chắn là khi mà các bạn đã hướng đến đi tìm cái chiếc máy này gọi là thuộc hàng cũ đi, thì các bạn đã biết rằng là cái phân khúc giá của nó tầm bao nhiêu. Thì mình thấy rằng là tầm 20 triệu thì con này có rất là nhiều điểm để mà show ra, đáng để nói. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn để xem nhé. Đầu tiên đó chính là về việc nó có một cái form thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và mỏng nhẹ. Em này thì cũng chỉ tầm khoảng 1,5 kg thôi, thì mình thấy rằng là nó là một cái trọng lượng vừa phải để giúp cho chúng ta vừa có một cái gọi là cái cảm giác đậm chất cho một cái sản phẩm thuộc cái phân khúc giá trên 20 triệu đồng. Cái MacBook mỏng nhẹ đi chăng nữa thì nó cũng là lên tới 1,4 kg mà, cho nên là 1,5 kg của con này thì có vấn đề gì đâu. Đấy, thiết kế thì nói chung là nó sẽ đi theo một cái hơi hướng là rất là tối giản của ThinkPad từ trước đến giờ rồi các bạn nhá, từ những cái đời cũ đến bây giờ. Nên là cái thiết kế này nó rất là trường luôn, tại vì là qua các năm ấy nó không có cái sự thay đổi gì gọi là nhiều cả. Điều này nó sẽ giúp bảo vệ cho những người mà họ đã mua những cái sản phẩm trước đó hoặc là mua những cái thiết bị cũ bây giờ. Đấy, nói chung là nó bảo vệ nhiều lắm về cái form thiết kế như thế này. Độ bền thì nói chung khỏi phải bàn rồi. Đeo 10 thì ThinkPad cũng gọi là 9-10 chứ không phải là kiểu 9-8 đâu các bạn nhá. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái khoảng độ bền của ThinkPad đi. Nó nồi đồng cối đá thật sự đấy. Và con này thì nó còn có được một cái nét rất đặc trưng, đó chính là việc chúng ta có thể là chia lại cái webcam nếu như không sử dụng đến. Tránh cái tình trạng gọi là theo dõi rồi là chụp ảnh lén cái thứ này kia, rất là nguy hiểm. Nếu như các bạn có nhiều cái dữ liệu bảo mật, cần phải bảo mật về vị trí, bảo mật về nói chung là khuôn mặt cái thứ này kia, thì cái điều này nó sẽ thật sự rất là cần thiết. Không cần phải màu mè hoa lá hẹ gì cả. Nghe là công nghệ bảo mật này, bảo mật nọ, cái thứ này kia, phần mềm xịn sò, nhưng mà chia lại phát là xong. Đấy, khỏi nói nhiều. Wow. Rồi, tiếp đến là về cái phần màn hình của em này, thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái màn hình 14 inch cho cái độ phân giải Full HD và tấm nền là IPS LCD, cho nên là chất lượng hiển thị của nó rất là đã các bạn à. Ừng ngay được luôn, chứ không có gì để chê cả. Trời ơi, 14 inch thì Full HD nó rất là sắc nét rồi. Độ sáng của con này thì cũng trên 400 nits các bạn nhớ. Trên 400 nits rất là xịn sò luôn. Các bạn lưu ý rằng là với một cái kích thước màn hình laptop lớn ấy, lên tới mười mấy như thế này ấy, thì 400 nits nó đã rất cao rồi. Còn đối với lại điện thoại mà 400 nits thì nó rất là tối. Về phần cấu hình thì chắc chắn là nó sẽ khiến cho các bạn rất hài lòng khi mà chúng ta đã có một con chip Core 7 thế hệ thứ 10. Core 7 thế hệ thứ 10 thì nói chung là bây giờ làm bét thì là nhẹ, không có sợ bất kỳ một cái vấn đề gì về phần hiệu năng cả. Điển hình như là dựng video. Dựng video các bạn lưu ý rằng là Premiere là nó sẽ chạy bằng cái con chip i7 này nhá, chứ không phải là nó chạy bằng card đồ họa rời đâu. Card đồ họa rời thì nó chỉ phục vụ cho vấn đề là render thôi, cho nên là mượt mà hay không ấy thì vẫn phải là do cái con chip này Core 7 thế hệ thứ 10. Đó, và đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một option RAM 8GB SSD là 256GB. Mà đã lên với tầm cấu hình này thì mình nghĩ cho các bạn nên bỏ thêm vài trăm nữa để lên được 512GB, nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đủ dùng hơn. Chứ còn mà 256GB thì nó hơi thiếu một tí. Đấy, đại loại thế. Rồi, còn về các cổng kết nối cũng là một điểm mạnh của con này, khi mà nó có đầy đủ các cổng từ mạng LAN này đến như là HDMI đầy đủ cả. Không thiếu bất kỳ một cái cổng kết nối nào. Đấy, và phần loa thì nó sẽ được đặt ở mặt trước, mà loa của ThinkPad so với Dell nhá, không có mặc nhiều là không có nói nhiều về mặt công nghệ như B&O như là HP thứ này kia, nhưng mà loa của ThinkPad là một trong những chiếc loa mình thấy là tốt nhất so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Các bạn có thể thấy rằng là trong rất nhiều video trước đây, kể cả những sản phẩm tầm 20 triệu của Dell đi, mình đều nói là loa chống điếc cả, loa chỉ nghe đủ nghe thôi. Chứ còn đối với lại ThinkPad thì mình thấy rằng là nó vượt trội hơn về mặt loa so với lại Dell cũng như là HP. Còn về phần bàn phím thì nó sẽ vẫn có một hành trình phím rất tốt, điều đã tạo nên thương hiệu của ThinkPad sâu về mặt độ bền. Đó, hành trình phím của ThinkPad thì nó rất là sâu. Những cái đời mới bây giờ thì cái hành trình nó mới bắt đầu rút ngắn lại từ 1.8 xuống còn 1.2mm nếu như mình nhớ không nhầm. Thì còn đối với lại con này thì nó vẫn giữ nguyên 1.8 như thế. Gõ vào một phát là thấy ngay được cái sự xịn sò luôn. Gõ rất là sướng. Nhưng mà cái phần touchpad thì không hiểu sao nó lại trích một cách khó hiểu, nên thành ra là trải nghiệm touchpad của con này thì mình chưa thật sự là hài lòng lắm. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm ổn định thì mua thêm con chuột nữa nó sẽ hợp lý hơn. Về phần pin của em này thì cũng là một điểm mình rất là hài lòng, khi mà nó sẽ có thể trụ được hơn 5 giờ với những tác vụ là văn phòng đó. Còn nếu như các bạn dùng những tác vụ nặng như là Photoshop hoặc là dựng video Premiere ấy, thì nó sẽ tụt pin nhanh hơn chắc chắn rồi.
Và con này thì với coi i7 thế hệ thứ 10 thì chơi liên minh điện thoại nó biết là nhẹ. Nếu như các bạn muốn mà chơi được CSGO vẫn được luôn, chứ nó không phải là cái gì đâu gọi là yếu ở đây cả. Con chip này vẫn chơi ngon. Đấy. Còn nếu mà muốn lên Dota thì mình chưa chơi Dota và mình cũng không phải là chuyên về Dota nên là mình không biết là thực tế nó như thế nào. Thì nếu có cơ hội mình sẽ gửi đến cho bạn một video test hiệu năng sắp tới nhé. Con này thì nó còn có thể là gặp được 180 độ như thế này nữa, giống như là những dòng Dell Latitude. Và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc ThinkPad T490 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.